이거 인사해 주세요. 마이 옹박 고조한치 아야 롱아 롱아 신자오 진짜 옹박 고조한치 예 라오 홍홍 과일 나게 롱 오랜만에 그랬구만. 헷갈렸어. Chồng Tiên ăn buổi chiều với món canh đậu tương nấu với thịt bò. Cái này là hộp gà lộn. Còn này rau chân vịt Tiên trộn sỏi, Tiên trộn với mắm tép với này kia bà cô chú, này kim chi. Như vậy sao chưa xe? Mai ông bà cô chú anh chị. Lộn rồi, lộn rồi. Xin chào. Xin chào ông bà cô chú anh chị. Lâu quá, không không quay lại cái lộn. Để cho ảnh ăn cơm trước, ăn xong ha, ăn chứ hộp gà lộn. Gà lộn này còn nóng lắm. Mai ông bà cô chú anh chị các bạn cùng chung chung với vợ trong nhà Tiên. Thì xem. Y cơ sang lên tế giả trẻ cứ cắt tin cộng tư đơn hình kênh hắn giả trẻ ăn sạch sự Tiên quên mua rau găm mà mua hộp dịch mà quên mua hộp găm. Phạm ơn cho bậc ăn cơm trước đi. Không về cũng lâu rồi, không có quay bữa ăn của vợ chồng. Tại vì mắc công việc quá trời ông bà cô chú. Mắc công việc nhiều quá. Nóng. Tiên nấu canh đậu tương với tàu hũ với nấm. Ngủ đi ô đi. À, anh hỏi cái này là hộp gà hay là hộp vịt? Tiên nói hộp gà. Hộp gà ăn thơm má thích chị của thác của má thích chị. Chồng Tiên thì anh thích ăn hộp gà hơn hộp vịt. Hộp vịt nó bự quá, anh sợ. Thấy bố cái thơm mà nó anh nói hộp gà ăn ở trong nó, cái chồng vàng nó nhiều mà nó ngon. Thích chị ui rất là khó nên thì ở đây ăn tốt sợ thác tao ăn có phổ linh nhân mà cái hộp vịt á, cái mề nó bự á, ăn cái nó không có gì nhiều chồng á, còn hộp gà này mề nó nhỏ xíu à. Nghe nãy bày xếp Tiên hỏi ảnh bên ngày mai có đi làm thêm không, ảnh nói không có. Tháng 3 để mẹ hết tao là phát bộ hộp. Mấy bữa hổng gài á, công ty ảnh bận nhiều lắm á ông bà cô chú. Bận nhiều cho nên á, ảnh đi làm về cái ảnh mệt á. Cái Tiên không có quay mấy bữa ăn buổi chiều. Ảnh đi làm về ảnh mệt. Dịch 조금 지나면 더워서 아무것도 또 못하거든. 지금도 막 일을 해야 돼요. Nguyên một mùa mùa đông á, không có làm công việc được á, ở công ty á. Cho nên tới mùa xuân này công việc nhiều. Nhưng thôi, chứ không thôi không mà cái để vài bữa cái trời nắng á, năng lực cái mình không được. 회사에서 일하는 거좀 사진 찍으려 할 땐 시간이 없네. 거역자 시간이 없어. 안 해, 안 안 làm trên công ty á. Anh tính quay video lại để chia sẻ với ông bà cô chú công việc anh làm trên công ty á, mà anh bận quá trời không có thời gian luôn. Quá khó chứ hả? Anh nói khen ngon, hộp gà thấy ngon, ăn cơm mà để ý hộp gà không? Chuyện tứ rồi thằng một á. Chắc rồi, chồng xí thôi, ta mua lúc. Anh tên đẹp, cảm ơn cô này. Nóng lắm lắm. Y cơ tôi nó chắc có cái mà mình bắt học sợ tôi.
비가 제법 많이 왔어. 응, 몇 번 nay mưa xuyên suốt luôn không bà cô chú. À, so với mùa xuân à, mưa kiểu như vậy là rất là nhiều luôn năm nay. Cho bên tôi là anh Carlos mà. Rồi đi xới ruộng á, hên là xới xong chứ không thôi là không xới được luôn á bà cô chú. Tại vì mưa xuyên suốt như này nó bị lầy không có vô được. Chẳng một thay xới được nữa. Xới nó mua được rồi thằng này. Cho bên luôn nè hết cho nà rồi bắt cho rằng một cái khai cuộc đời cho nà ở tên cô túc chặt à tôn cho cô trên hình thì à chú bắt cho nhau thâm nhân một cái ba năm thâm nhân là bắt cho là anh hỏi mà tiền đặt cái video đi hai chồng đi xới ruộng mà bị lầy xới không được á. Cái có người anh hay người chị em biết à, hỏi thôi ủa sao mà sửa ruộng rồi mà là vẫn bị lầy nữa thì mới sửa cho nên đất nó chưa có dẻ lại nên nó còn bị lầy phải trong 1-2-3 năm á, thời gian đó bắt đầu nó dẻ xuống á, đầu nước nó mới rút được lúc đó thì nó mới hết lầy chứ chưa mới sửa xong nó chưa có hiệu quả. Việt Nam một giờ là nông nghiệp một thay ba ba lần yeah. Chồng thì hỏi Việt Nam một năm trồng lúa ba lần hả thì nói đúng này ba lần không quá một là một à, không quá chỉ có một lần thiệt chứ à, không quá chỉ tại vì mắc mùa đông á chỉ với họ trồng lúa dài hạn á chỉ có mần được có một vụ bà cô chú Việt Nam đúng bố sinh nhân chỉ kia bố bé bác sinh nhân gặp chết thật là bố không nhỉ thôi cái trồng lúa chảo bán trồng cũng tự tự ngày như bên đây có điều bên đây chỉ làm có một lần thôi mình là thằng nhóc bây giờ tụm chai chơi thì nó phun từ mình nó xuống cấp mà bây giờ giảm theo con mà anh nói năm nay á chắc nhất định phải trồng lúa cho tốt hơn. Hồi mấy bữa trước tiên có đem lúa giống đi gửi người ta ương mạ về mẹ ông bà cô chú cho bà nè cho khắp khách tự nhiên bữa giờ mãi với khách tâm anh thành mà nè cứ lắm thắm quan xếp kìa thấy chưa nói thôi nó ăn đi anh đòi ăn hồng gà bà trơ cái trứng nhỏ đọt vô cái ly luôn rồi sao đặt này mua cái trứng nó nhỏ xíu à chụp mua chụp xí xíu á để tiên đi rửa nước một cái cho nó bớt nóng đi nóng quá rửa nước mà khói lên một một cái nóng giờ chị nào nữa chị này bị phun phun anh nói gì khói bay khói tùm lum hết trơn ngoài da cho anh pha ăn được nóng lắm cái trứng này lọt mất tiêu vô đây thì sao ăn cái nào mà cường nạp trứng lọt tiêu vô cái ly vậy phải tách lại làm đôi cái kia không có rau găm không có gừng luôn á cốc lên đâu nữa à cứ chốc rồi hết rồi tan chốc rồi thì hỏi anh đập đồ bự hay đồ nhỏ anh đập lộn rồi à chắc con chuột rồi đó đập đồ bự hay đồ nhỏ ta hình như đồ nhỏ thì sao quên rồi hỏi là ngang là bị quên nóng cứ chốc rồi hết nãy chắc chốc rồi à thưa nóng quá không được đi. Nào, nhâm túc gì hết chị. À,
luộc á. Thì có để tí muối với tí bột ngọt vô đây. Mấy tí. Anh làm ra bẻ vỏ tùm lum rồi hồi dính vỏ vô. Làm ta. Được chưa? Được chưa? Thôi mất có lòng. Thôi. Vô. Tắt ăn có bếp đó. Bếp đó. Cứ thức cái 냄새가 있다. Nước hồ á, anh tư quên. Anh ăn nguyên một họng á sẽ ngon.
Hắn nhít nhầm vào rồi mãi sợ nên là tứ rồi cả vậy. Ngon quá. Cái rắc của mãi nhít cả. Cái mềm. Cái rồng nữa. Cái mềm nó ngon quá. Mất cái mỏi sức. Xin hỏi ăn mấy trứng, anh ăn trứng, anh ăn nãy là 3 trứng này. Từ giá trị xem mình cho mình thân nước kia nên cho anh này sáng căng, cái này là cơ nào. Ý cơ phạp ảnh một cô ý cơ mạnh mơ mà mấy cái môi xịt đó. Mười. Mười học. Mình kìm sao ta. Nãy nè. Mà bé bé. Con cái trứng là nó không nó bất ổn quá thì kêu mình để riêng vậy. Nên cô nữa thôi. Anh ơi, tiên hỏi à, anh không ăn cơm mà anh ăn cái này khoảng được mấy trứng, anh ăn được 10 trứng á. Vì mười dẫn cái mất cái tạp chán rồi. Trứng này nhỏ ăn 10 trứng được. Nên như là thử. Bởi vì nên như là chị mãi anh đây cái nên như anh thương mà dễ khó bỏ được. Kể từ nên như ngôn lương mà dễ được. Ui đi mua về, đi mua về ông kia mà mắc bận quá không có, là không có luộc được cái tiền để trong tủ lạnh. Phải tiền sợ để ở ngoài cái nó bự nữa, cái tiền để trong tủ lạnh. Hai bữa nay. 베트남 분들도 감기라고 드나 감기? 그렇지. 점점 어 Việt Nam có bị cảm không? Cảm. 그럼 뭐 있어? 있어. 지금 심각할 때. 아 그래? 아니 베트남 더운데 감기가 왜 있지? 아니 Việt Nam thời tiết ấm mà sao lại bị cảm? Thì nó bị chứ tới mùa là nó bị cứ thốt chứ mà cứ khéo chân thật có tệ sợ cơ cái nền. 우리는 못 느끼는 데 그 사람들 느끼지. 아 베트남은 계절 바뀔 때 시원한 거 좋더라고. 응, 뒤 나야 안. 뒤 là bên Việt Nam nóng nực nhưng mà có cái thời điểm giao mùa, mùa này bước vào mùa kia là thời tiết nó sẽ đổi nên nó bị cảm. Tại vì anh cứ nghĩ là ở Việt Nam mà nực á, không có cái không có lạnh nên cho nên không bị cảm nhưng mà không phải. 또 계절 바뀔 때 많이 힘들어하고 감기 많이 걸려요. Ở bên hàng cấp trời đang giao mùa nè, dễ bị cảm rồi bị kiểu mà tâm trạng nó không ổn định đâu bà cô chú, nó buồn buồn, tiên hay bị như vậy. Nói là tới mùa anh gì là tiên bị vậy. ăn nguyên chát rồi tiên ăn thức kìa. Mày mua được. Ngon. Chiên luộc 20 trứng. À, mày tức tưởng hồi luôn này. Anh đang ngán. Lên tới này. Tao kêu sợ. Mất cái bộ sợ 2, 4. Dẫn tôi kê. Cơ mình giờ tới kê mà tao cũng tăng hình đấy kê là nấy kê. Sao kia mòn hả? Anh hát ăn 5 trứng, tiền ăn 3 trứng. 1, 2, 3 Ừ, 5. Ừ, tăng em 5 trứng. Mấy ngày hôm nay á bận công việc quá cho nên tiên không có chia sẻ bữa ăn gia đình của vợ chồng nhà tiên. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng vợ chồng nhà tiên. Video của tiên xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Ông bà cô chú anh chị, hẹn gặp lại. 좋네.